Xin chào tất cả anh em đang theo dõi kênh của Hoàng Thắng nhé. Thì hôm nay thì Thắng rảnh thì lại tiếp tục ra đằng sau khu cánh đồng nhà mình để bẫy cút giải trí cho anh em xem vui. Thì hôm nay thì vẫn như mọi khi thôi. Đấy, thì mình vẫn cứ dùng cái bộ giò huyền thoại này, hay bộ giò bẫy huyền thoại mình làm này. Và một cái loa điều khiển từ xa. Cái này là dùng để làm mồi nha anh em. Thì mình bẫy cút thì mình chỉ cần phai cút thôi với bộ bẫy mình tự làm. Nếu mà anh em nào cần phai cút thì có thể là để lại comment Gmail bên dưới clip này thì Thắng sẽ gửi file cút cho anh em, file chuẩn nha. Thì file này thì Thắng cũng dùng khá lâu rồi, tự tạo làm thì nói chung là đánh thì cũng khá là hiệu quả. Thì lần nào mình cứ đi bẫy là gọi là nó về anh em ạ. Anh em nếu mà xem qua clip này thấy hay thì nhớ chia sẻ cho anh em cùng xem và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Thắng làm clip tiếp theo và nhận những clip mới nhất của Thắng chia sẻ cho anh em nhé. Rồi, anh em mình tiến hành ra ngoài này để bẫy cút nhá. Thì Thắng đã để ý được một bãi ở ngoài này rồi. Rồi, chúng ta cùng nhau đi nhé. Đó anh em, hiện tại là Thắng đang ở chỗ địa điểm để bẫy cút rồi. Thì cái khu này đằng sau mình này là trống trống đây thì thường thường là cút nó rất hay ở nhá. Đấy, những cái kiểu như là họ cái vườn họ trồng đỗ này, đằng sau những cây bưởi này, đây trống trống này. Đấy, anh em xem này. Đó. Những cái khu rậm 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 như này là cút nó thường thường rất hay ở nhá. Đấy. Bãi bãi nói luôn là rậm quá thì nó cũng không ở nhưng mà nó có cái bãi trống trống này. Đấy, như đằng sau mình này. Quay cho các bạn xem này. Đó. Đó. Nói chung ở đây thì khu này thì có vài đôi thì mình thỉnh thoảng đi làm đồng qua đây thấy nó có kêu ở đây rồi thì hôm nay mình sẽ ra đây để dựng clip cho anh em xem và cách bẫy của mình.
quá nhanh nhỉ. Đó. Con này là con cút trống nha anh em. Tại vì chỗ này mình thấy có vài đôi rồi. Quá nhanh phải không anh em? Mất có vài phút thôi.